Thưa quý vị, chiều nay 29 tháng 12 tại nhà Quốc hội, Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navut đã đến chào từ biệt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngài Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navut đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, đóng góp tăng cường quan hệ láng giềng thân thiện, đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, hướng tới bền vững tương lai của hai nước, kể cả trên kênh đảng, nhà nước và nghị viện. Cảm ơn những tình cảm của Việt Nam dành cho Campuchia, Đại sứ Vương quốc Campuchia Chay Navut nhấn mạnh những đổi mới sáng tạo của Quốc hội Việt Nam với những sáng kiến đề nghị tích cực, chủ động trong công tác luật pháp là kinh nghiệm quý báu cho Campuchia. Về hợp tác trong lĩnh vực thương mại, hai bên còn rất nhiều dư địa cần được tiếp tục phát triển. Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2022 không chỉ đánh dấu sự phát triển đột phá trong quan hệ hai nước Việt Nam-Campuchia, mà còn mở rộng cơ chế hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Trên cơ sở cơ chế đã thiết lập, Chủ tịch Quốc hội mong hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp quốc hội hai nước. Nhân dịp năm mới, gửi lời thăm hỏi, kính chúc sức khỏe tới các lãnh đạo cấp cao Campuchia, chúc cuộc bầu cử Quốc hội tới của Campuchia thành công tốt đẹp.